Xin kính chào quý vị. Chúng ta đang được lắng nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ Hưng. Hiện nay thì tại Việt Nam của chúng ta, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thành Tây Nam Bộ cũng như các tỉnh thành trong toàn quốc của chúng ta đang đứng trước cái làn dịch COVID-19 tấn công ở đợt thứ tư với cái diễn biến hết sức là phức tạp. Hàng ngày thì chúng ta luôn luôn đón nhận được những cái tin về các cái số ca nhiễm, đặc biệt là ca lây nhiễm từ cộng đồng, từ các khu cách ly. Đây là một trong những cái tín hiệu mà làm cho tất cả những người dân hết sức là lo lắng trước cái việc mà tình hình dịch bệnh. Đối với hệ thống y tế của Việt Nam, chúng ta đang thực hiện rất là tốt với chiến dịch thực hiện 5K cộng vaccine. Chúng ta thực hiện tuân thủ các cái nguyên tắc đảm bảo về đeo khẩu trang khi tiếp xúc cộng đồng, khi tiếp xúc giữa người với người để giảm thiểu cái nguy cơ mà lây nhiễm qua việc giao tiếp, qua giọt bắn và qua không khí, qua tiếp xúc. Khẩu trang sẽ giúp cho tất cả mọi người được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên thì khẩu trang không thì cũng đã là an toàn rồi, nhưng hiện nay thì chúng ta còn muốn kỳ vọng thêm liệu có một cái giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với cả khẩu trang để bảo vệ cho mũi, miệng của chúng ta được an toàn hơn khi giao tiếp. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng đeo khẩu trang 24/7. Chúng ta sẽ phải có những lúc phải bỏ ra khẩu trang ra như là để ăn, để uống và có những cái giao tiếp trong gia đình. Những cái bữa cơm thân mật của những cái người trong gia đình. Có một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta có thể có thêm được cái sự bảo vệ an toàn, đó là Virelease. Virelease với một cái cơ chế bảo vệ vô cùng dễ tưởng tượng, dễ hình dung, đó là chúng ta dùng thuốc xịt để xịt vào mũi, và những hạt polymer trong sản phẩm sẽ bám dính vào bề mặt niêm mạc mũi của chúng ta và tồn tại ở đó. Đây là một cái hàng rào bảo vệ thứ hai sau khi khẩu trang. Nếu với những dòng không khí vào thì nếu như không khí của chúng ta có nhiễm virus thì các hạt polymer sẽ bắt dính virus SARS-CoV qua các cái gai bám và bất hoạt, làm cho virus không phát triển được nữa. Virus sẽ được cố định, virus sẽ được đào thải ra một cách rất là tự nhiên qua cái việc mà chúng ta vệ sinh mũi hàng ngày. Đối với đấy là với những người khỏe mạnh. Thế còn đối với những người mà là những người bệnh thì chúng ta sẽ có một cái hình dung rất là đơn giản là người bệnh khi mà bị nhiễm virus thì sẽ có các cái triệu chứng như là ho, hắt hơi. Có qua quá trình mà nói thì virus sẽ được phóng thích qua hơi thở, qua mồm, qua miệng chúng ta. Thì các cái sản phẩm khi mà sử dụng các sản phẩm Virelease sẽ làm cho các cái luồng không khí có chứa virus từ phổi của người bệnh sẽ được bắt dính tại chính cái đường ra, cái đường thoát không khí của người bệnh. Vì vậy là virus sẽ bị bất hoạt và không có cái khả năng để nhân lên nữa, bởi cái sự tóm dính với cấu trúc của cầu gai điểm bám của virus SARS-CoV. Và như vậy thì sẽ làm giảm rất nhiều các cái nồng độ phóng thích virus ra bên ngoài. Vì vậy là người bệnh sẽ được giảm được cái nồng độ virus bám dính ở trên mũi miệng. Thứ hai nữa là làm giảm bớt các cái nồng độ virus để phóng thích ra ngoài môi trường. Như vậy thì sẽ an toàn hơn. Người bệnh có virus SARS-CoV ngoài đeo khẩu trang ra để đảm bảo an toàn không lây nhiễm ra bên ngoài thì sử dụng những cái sản phẩm Virelease cũng sẽ là thêm một cái vũ khí nữa để giúp cho cái nồng độ virus được giảm đi rất là nhiều.
trong người bệnh. Thứ hai nữa là không có lây nhiễm virus ra bên ngoài. Thì đây là những cái sản phẩm mà sẽ hỗ trợ công tác phòng và chống dịch. Chúng ta có 5K, chúng ta có vaccine và giờ đây thì chúng ta có thêm sản phẩm Viralease sẽ hỗ trợ cho công tác chống dịch. Và với mong muốn rằng là khi sản phẩm được sử dụng tại Việt Nam thì người dân, các nhà chuyên môn cũng sẽ có những cái trải nghiệm và có những cái đánh giá thực tế từ cái việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm này tại chính cái thị trường Việt Nam và giúp cho người dân của chúng ta được thêm an toàn. Và với mong muốn rằng là cái số lượng người bị nhiễm virus SARS-CoV sẽ bị giảm xuống, dù nó là chủng Alpha, Delta hay là Omicron, thì bản thân cái cấu trúc của con virus nó vẫn là cấu trúc với cái cầu gai, không có thay đổi gì. Cái lõi nó có thay đổi, lõi của con virus có thể thay đổi, cái chuỗi mRNA nó có thể thay đổi, nhưng cái cấu trúc vỏ của con virus với cái thụ thể AC2 thì không hề thay đổi gì cả. Sản phẩm Virally vẫn tóm được nó, vẫn bắt dính và vẫn bắt hoạt được virus. Nếu như virus có xâm nhập vào từ không khí vào người khỏe mạnh thì cũng sẽ được bất hoạt. Hoặc virus có từ người bệnh được phát tác ra phía bên ngoài qua đường mũi, qua đường miệng thì cũng sẽ được Virally với cái cấu trúc các hạt polymer bắt dính và bất hoạt, làm cho cái nồng độ virus sẽ được giảm rất là nhiều và nâng cao hơn cái việc an toàn khi chúng ta được sử dụng sản phẩm này một cách thường xuyên. Xin trân trọng cảm ơn.